Đây các bác ơi, cái vòng mộc liên hoa đây cũng lâu rồi tôi không lên cái vòng mộc liên hoa, thì hôm nay có cái lô hàng đẹp thì tôi quay cho các bác và cũng tiện thể review cho một anh khách. Đây, chọn cho anh cái vòng 15 ly. Thì anh này anh khoảng 65 đến 70 cân thôi. Đó, và đeo thường là đeo 15 ly như này là đẹp nhé các bác. 15 ly cho nam là đẹp. Đó, còn nếu mà các bác to thích đeo to thì đeo lên 18 ly nhé các bác. Đây 18 ly đây. Đây là cái chuỗi 8 ly và 10 ly. Có chuỗi 8 ly và 10 ly 108 hạt nhé các bác. Niệm dùng để niệm hoặc là niệm Phật đấy. Niệm Phật hàng ngày đấy, tụng kinh ấy. Hoặc là các bác có thể 8 ly các bác có thể quấn đeo tay với nam hoặc là đeo dây chuyền rất là thơm nhé các bác nhá. Đây là size 12 ly cho nữ hoặc là nam nhỏ con này. Nữ có thể đeo 10 ly nhé. Các bác có thể vào website mocshop.com. Tôi sẽ để đường link ở bên dưới này, các bác kích vào đấy các bác xem báo giá cụ thể từng mẫu nhé. Hôm nay thì tôi chủ yếu là review cái sợi này. Chọn cho anh cái sợi này vân khá là đẹp. Đó, để gửi cho anh ấy. 15 ly thì nó có 15 hạt, nhưng mà khi mà các bác đeo ấy thường là nó sẽ bị rộng ấy. Và các bác phải xỏ lại. Thì ở đây thì tí nữa tôi sẽ xỏ lại theo yêu cầu của anh ấy. Tại vì tay anh cũng nhỏ như cổ tay của tôi thôi. Đây. Đeo nó sẽ bị rộng như này nhé các bác. Các bác để đeo như này thì cũng được thôi, không sao cả. Nhưng mà nó sẽ hơi rộng, nó hơi thùng thình một chút. Thì chúng ta co lại một hạt, để một hạt bên ngoài dự phòng. Đó, còn đeo 14 hạt là đẹp nhé các bác. Nó sẽ không quá rộng, nó vẫn nắc tay được nhưng mà nó sẽ không quá rộng. Đó, còn bác nào mà tay to đấy, rộng như này là để phù hợp với bác nào mà tay to tầm 90 cân. Đó, có bác tôi biết là có bác đến 90 cân, 95 cân hoặc là hơn luôn, là tay các bác rất là to thì đeo như này nó mới vừa các bác. Đó, vì cái hàng này là hàng xuất xứ từ bên nhập từ bên Trung Quốc, cho nên là người bên Trung Quốc người ta tay rất là to, cho nên là người ta làm sai hạt phải thừa ra như này. Đối với người Việt Nam thì là nhỏ, nhưng mà đối với người Trung Quốc thì là bình thường. Đó, họ đeo rất to luôn, 18 ly thậm chí 20 ly toàn đeo hàng to thôi. To thứ nhất là nó đẹp và hai là nó thơm nữa. Đó, rất là chất lượng nha các bác nha. Bác nào mà 8-90 cân thì bác đeo 18 ly cực kỳ đẹp luôn. Đây 12 ly để dành cho nữ hoặc là nam tầm 50 cân đổ xuống thôi. Hoặc là 60 cân đổ xuống thôi. Các bác thích hạt nhỏ. Đây hạt nhỏ nó cỡ đầu ngón tay út của mình này. Còn hạt 15 ly thì nó vừa, nó trung bình, nó không quá to, nó cỡ đầu ngón tay trỏ của mình này. Đó. Rất là đẹp luôn, thơm lắm, thơm phức à. Các bác hỏi cái mùi thơm của nó như nào thì tôi miêu tả cho các bác để các bác hiểu là cái hương thơm của nó là hương thơm thảo mộc, nhưng các bác rất là dễ chịu luôn, cực kỳ là thích, thư thái. Đó, đặc biệt là dành cho bác nào mà hay về Phật tử đấy, hay tụng kinh niệm Phật ấy, thì cái mùi này của nó như đấy, mùi hoa sen khô ấy, rất là thơm luôn, cực kỳ thơm nhé các bác. Các bác đã ngửi cái mùi hoa sen khô bao giờ chưa? Đó, cái lá sen khô hoặc là cái hoa sen khô, đấy, cái đài hoa sen khô nó rất là thơm luôn. Thì các bác cái tưởng tượng cái hương thơm của nó như vậy đó. Thì bây giờ tôi các bác đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào Hương Shop, hoặc các bác vào website các bác đặt hàng trực tiếp trên đấy nhá. Có đầy đủ hết các mẫu ấy. Các bác nào mà hỏi cái câu hỏi gì hoặc là đặt hàng trực tiếp qua bên tôi qua Zalo cũng được. Zalo 0987863250 này. Là các bác nhắn tin vào đấy là bên tôi báo giá và chụp hình cho các bác và gửi hàng tận nơi nhé. Được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Các bác hoàn toàn yên tâm khi mà đặt hàng tại Mộc Hương Shop trên online như thế này. Đối với các bác là không xem được trên web thì các bác cứ nhắn tin qua hoặc gọi điện trực tiếp cũng được nhé. Các bác đặt hàng các bác gọi điện trực tiếp bên tôi báo giá cho các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác nha. Xin chào.